Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Và mình là Tấn. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà về ngoại tiếp. Hôm nay sẽ đi bắt cá nha. Nhưng mà không có bắt ở ngoài sông. Định là đi bắt ngoài sông á. Nhưng mà hôm nay cái cậu Út á vác cái xẻo nè. Rồi mình đi bắt cá vòng vòng cái xẻo với bắt hến rồi vòng vòng luôn. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Nước nhiều quá xúc được không? Hả? Nước nhiều quá xúc được không? Được, xúc vô ngang mà. Nước ngang rồi hả? Nãy rủ về đi bắt cá xong đi móc xịn cho này. Xịn hay có tôm á. Tôm, tôm hùng không? Đằng cái lỗ đằng kìa, chỗ sao quấy kìa. Nghe đằng mộ nổi á. Trời ơi, ăn lùng nó giò đấy dập luôn rồi kìa. Chân hồi ơi. Trời ơi nè Tấn ơi. Đâu làm ra mẹ la giữa mà. Mẹ. Hả? Thằng ơi. Con ơi. Hai ba con mà nó. Trời ơi lắm con lại cho con nè. Nhiều lắm. Đúng không? Hai ba con mà la quá trời. Mẹ. Đâu, gác không à. Quá trời thiệt luôn á. Nãy giờ mày làm được nhiêu rồi? Nè. Nè nó thiệt chứ không phải nó chơi đâu. Nè. Thấy chưa? Không nè. Ở khúc dưới hạ nguồn thì mấy đứa nhỏ đang móc sình. Còn trên thì mấy người lớn đang cào hến. Con còn trẻ nha. Con còn trẻ hả? Con hay đâu tính con đâu. Ừ đó đi theo lụm á. Sốc luôn nè. Thấy cái mềm mềm. Con bóp nhẹ thôi, con bóp dữ. Ai không thấy à? Đây, một con nè. Thôi nó nằm ở trên cạn nè Tấn. Ở trên đây quá trời nè bác hai, đây nè. Đó, giờ tới anh quá trời nữa kìa. Đừng có đè, trời ơi, tao ốm đi. Đè bốn quá anh ơi. Họ bắt được tôm. Đây nè. Nó cũng có tôm mà bỏ đã. Cái này là hồi ngày xưa mẹ với anh dì Chính là kêu ngon chậm dưới đây nè. Ngày xưa thôi chứ giờ là không. Chứ ngày nay là biết hồi đó gì đi bắt vậy nè. Gì mò mò gì gặp lịch cái gì đi lên luôn. Con lịch coi con gì à? Lịch giống lương á. Giống lương ở chân chùi à. Cái đuôi nó ngắn hơn. Trời ơi, này quá trời luôn. Quá trời luôn. Con bắt thôi con mời con hết nha muốn vô. Ôi, con sò chay. Sò chay bự cho bác. Ngọc chay. Dạ, ở dưới giờ mấy. Mấy đứa nhỏ đang ấy kìa. Lần đầu tiên luôn hả? Giới thiệu cả nhà đây là cây đúng đỉnh. Cái trái của nó thì có một buồn đó, như đằng kia kìa. Giờ chưa, không có cái nào có trái hết. Trái nó ngứa lắm. Mình thường là ngâm rượu, rượu đúng đỉnh đó. Còn lá này là lúc trước người ta hay dùng để trang trí cổng cưới nè. Thường hay mọc ở quang quang ở dưới mấy mương rồi, mấy sông rồi. Nè, mấy cây này nè. Thân nó cao giống như là cây cao. Nè, lá đó. Có thể dùng đây. Kìa kìa kìa. Ở đó có một buồn lũng đỉnh kìa. Nhưng mà chưa có chín. Chín nó sẽ màu đen. Cái đó người ta cũng dùng để trang trí được cổng cưới á. Nó treo giống như là sỏi hoặc chăn trâu á. Đi bắt cá quất nguyên bộ đồ màu hồng, màu vàng nữa. Để chầm xuống nay là giục cái bộ đồ luôn nè. Tao lấy con gì? Con lấy con chép chép. Con hến chép chép rồi lớn đó. Chim chép. Nãy giờ giúp với bắt tay mà đừng như đó kìa. Đây là cái gì vậy bác hai? À, cây máy dầm. Ừ, có nhiều chỗ người ta tìm cây máy dầm đó, người ta làm thuốc. Người ta làm thuốc á. Ở đây phá không kịp. Nay đi bắt hến về cho khô cho bà ngoại nha.
móc sình mà cái tay dánh chú luôn. Để cho thấy đi chú. Cái lộ có biết. Lộ ra chút hả? Lộ chút lên tao không có biết. Trời ơi, tay mà nó vẫn có lý dữ ha. Mấy con có cờ đâu, phải nhôm dép gì vậy chú? Con gì cũng biết nữa. Ăn được phải không? Mày ăn được, mà không trên gì chín con cào cũng có nhóc hết trơn á. Nè, con bự nè. Ủa mấy con này mà đạp một cái tới xương quá. Nó bén. Trời, nó mà nó cái cờ nó nằm ngang chứ nó không có dựng đứng. Rồi, tạt đi từ từ đó con. Nó quần hồi thình gã rồi đó. Rồi, chầm luôn rồi đó hả? Chầm rồi. Rồi luôn rồi đó hả? Cái xẻo này đó là chuyên gia đi tắm sông nhảy lên cây mận nè, nhảy xuống đi đùng đùng xuống ở vợ trên đây có không bộ cầm ly rượu mà không mệt, mà cầm cái gạo mới xúc hai ba cái mà nè. Mệt quá cầm ly rượu luôn không mệt, ngồi không đau không sống nữa. Ngồi sáng tới chiều được không? Ngồi sáng tới chiều một chút nãy giờ phun mấy cái hai ba gào mỗi giờ sống cũng mệt. Anh xẻo này là dài nhất ấp Tường Lễ hả? Ừ. Chích dẫn từ Long Úc. Ờ đúng rồi, tính ra dài giờ họ luôn ha. Dài từ đâu tuốt trên trên chỗ đất tiếp sầu riêng trên trên kia. Cái cây số à. Đây cây mận hồng đầu đá này cả nhà. Ý nó đợi cá xuống nữa. Nó chùi dữ lắm. Nó đợi cá dưới đó chị. Xuống không? Nó đợi cá xuống. Anh hơi xuống đây gần cái lỗ tôm có không nha. Nghe nói đẻ con gái thì mị lắm. Nít na. Nó dục sình đây kìa. Coi chừng dậm dậm lên đó coi chừng đứt tay ấy đứt chân á. Mấy con sò mấy con ốc gì miếng ốc rồi hả? Lộ từ từ thôi. Cái chân bước nhẹ nhẹ anh ơi. Cho ngồi yên chỗ mà tính. Trời, ngon lành ha. Nãy giờ Dũng như thế nè. Nãy giờ mẹ được như thế chơi với Dũng. Dũng như thế nè. Nè. Được được nào khó quẹt ơi. Lội trước thôi, lội trước thôi, còn có nhiêu đó à. Lội trước, ở đây ta ngồi có một chỗ không à. Mà lụm tay nữa chứ. Còn hơn nãy giờ được gì được gì rồi. Được nấm. Không được nấm à. Oh my god. Oh my god. Quá trời Hân ơi. Đứng đục ngư cái dân rồi. Rồi cái đầu. Rồi tấm bụng luôn. Ngồi vô bà nội. Quýnh lên nóc nhà ở luôn. Ôi nãy được như đó rồi kìa. Thôi dốt rồi. Dốt mới tay. Chào cả nhà nha. Xin chào các ông bà cô chú nhé. Nãy giờ nửa clip rồi mới chào. Rồi vậy rồi vậy này không chơi không? Không chơi bóng gỗ rồi. Cô tám cái con em ơi cô tám. Rồi vô gỗ luôn. Mấy anh em đang mò kiếm tôm. Đang mò kiếm tôm. Từ từ con ở đây đang lùa xuống. Rồi. Rồi. Rồi xuống. Rồi đúng rồi. Đầu xuống rồi. Rồi đúng đầu luôn kìa. Đúng đầu luôn. Trời ơi nó mát. Trời ơi nó mát. Hân quận Hân. Hay không?
Trời ơi, nó quậy kìa. Rồi nè, bây giờ đi xuống đổ đúng nè. Căng hàng dây xuống. Căng xuống. Quậy trên thượng nguồn xong xuống dưới kia. Mày cháo cháo gì vậy mà? Quậy nặng cho chạy xuống. Rồi mà u gục quá trời luôn. Rồi nãy giờ mẹ với Út làm được như đây nè. Không... Rồi ơi. Bắt tay được như đây nè. Vậy, vậy bún hả? Vậy là có tôm thiệt. Mà vậy Út mày hôm chưa nổi đâu mà. Ấy nè mẹ. Có. Vậy vậy nè. Mà nói chứ con nó không được bự nghe. Ê, bà dậy đi. Bữa nay con vui quá, ông bà cứu bác ơi. Trời ơi, bữa nay con được lội vô hả? Dạ. Nhỏ lớn mới được lội đó. Nhỏ lớn mới được dội rồi đó hả? Có tôm liền ơi. Này vui quá ông bà cứu bác ơi hả? Nay lội được, vui rồi. Thôi, lội bữa nay thôi nha con, lại lội vài bữa. Thì bữa nào cũng lội xuống là bà nội quýnh đầu cây nha con. Đi coi vô đó. Lên đầu cây ở luôn nha. Con chó làm gì vậy? Quá trời vui luôn. Ui, dạ. Làm gì mày? Đâu? Chính tôm hả? Đâu? Con tép chính tôm vậy? Mày giúp kìa hả? Hả hả? Tên đó. Đó. Kìa, chặn cái đú đang đó kìa. Con này chắc cỡ con lùn à. Rồi. Con lùn bự lắm á. Đỏ gâu bây giờ đỏ. Đỏ mắt. Rồi lại dở đi. Dở luôn. Đó. Mát đi. Trời tôm chích đi. Con đừng có kìa nó ngã kìa. Đâu? Cá phi giữa là mà la tới đâu con tôm. Trời ơi. Rồi nè, để cho ăn hơi tôm nè. Chỗ này con tôm rồi. Ừ. Chào dính cá luôn vậy. Gâu, gâu, gâu. Gâu nè. Kìa, kìa, kìa. Đau bự lắm. Ô. Ủa vậy mà thấy hay vậy trời. Đâu gâu đâu. Trời vô thấy gâu. Dạ, cầm lại ăn đưa đi. Ôi rồi. Vậy mà cô là không mà dám bớt. Ừ. Nè mẹ. Không. Đâu đâu đâu. Dính rồi hả? Ờ sao nó còn bắt nhỏ nhỏ không vậy? Nè 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 mẹ. Lần bắt nhỏ còn nhỏ như xíu vậy? Con quặn cái đục á. Đâu? Cha nhiều à nha. Mà mẹ chưa có thấy được cái câu nào trơn á. Mình quặn cho đứt cái đục vậy lên nè, cái thằng cái tôm nó bị xuống mắt á, sẽ nổi lên. Đâu chọc? Rồi tôm nó nhỏ. Thay đây là thấy có gâu, thấy có gâu, thấy có gâu rồi. Ê, má đây, 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 chưa tới. Còn nữa con bự không? Con này có tép bạc. Anh hai đang mở trên kia xuống kìa. Đang quần trên kia xuống kìa. Con bên này có gâu này không? Quần sống sống vậy nè, là họ nó nổi mắt lên nè. Nhãn mắt nó bị dính sình á. Cái nó xuống mắt. Cái nó nổi lên.
Đấy, mình sao đấy. Nãy giờ đựng con đó hả? Ngoài kìa, ngoài đâu vô luôn hả? Ừ. Ê, coi chừng đi hết kẹo vô có té. Đi ngược dưới lên đi té. Rồi nó là nhảy nó kêu rồi, bắt được rồi. Bự không? Con cũng cỡ mấy con nó không á. Nhảy ra. Rồi, rồi đi nó đi chứ không lên nữa rồi. Quăng quăng đâu. Nãy giờ mà không thấy con gâu nào vậy ta? Rồi chị ai cho chị thấy gâu coi. Mẹ lụm đựng con rồi đó. Không biết. Không biết gâu nổi như sao? Gâu nó nổi hả? Lên nó đỏ đỏ. Đó kìa. Gông biển. Làm tông. Quần nghiếc mà làm tông trời không nổi đâu, nó gì tôm mà. Lên bờ. Không mặn mấy con bự nó có đó mà tại nó bự nó chưa có ấy. Nó chưa có nổi được. Bự nó mạnh á. Con bắt hớ. Bự này là trắng mình bị bắt hớ. Có nữa đâu? Trên đó, trên. Trên thượng nguồn á. Rồi đi lên lửa nè. Đây, lên lửa. Hả? Vô đúng trang rồi nè. Xin cái gầm kìa. Mấy con, mấy con. Bốn năm con gì á. Đây nè. Đây nè. Chắc nước nha. Để nhảy con, nhảy con nè. Tại sâu ở dưới mà nước nó chưa có đục. Đó. Chưa có được nhiều đó với mấy hến nó được bữa cơm mà con vui vậy. Ừ, nó không có nào luôn chứ đó bóng kìa. Lũng. Hai. Ồ, con có bóng dừa bóng luôn chồng. Hai bóng dừa nó lên đây rồi còn bắt được đây nói chi ở dưới à. Ừ đó đó. Đây đựng con tôm kìa. Con tôm nữa kìa. Con nãy nó lồng tôm nhóc mà có mấy con vậy đây nè. Quá đủ mấy khô rồi lồng tôm con hồi nãy trong làm đủ mấy con khô mới lớn đó hả? Con khô mình ăn hả? Ừ. Trong đá kìa cái bóng kìa mẹ đâu tay tay đó trời ơi cái bóng kìa vậy bóng dừa tông với cái bóng nó khô rồi được rồi. Ừ. Hết nữa rau nữa rau nấu canh phải không rau nấu canh chắc có khô. Ừ. Ở đây mình giờ là đi móc một cái gì không chứ cá bự hết rồi nè Thanh mệt luôn rồi trời ơi cũng được ngay cái này vô ngâm trước hồi đi sắp hơi được ngâm mới bắt thanh sình không ngã mẹ trời mấy con tôm con bự ha. Ừ. Ừ. Khô ăn được công nhận thiệt ngon, ngon thiệt. Khô được ngon ăn nồi ăn mấy cái này tôi ngon lắm đó lòng tông không hỉnh cái lòng tông con nào mấy bự ghê ha. Súc sáng giờ đói bụng rồi ăn cơm có canh nang cơm xà bần hả mà ăn cơm nhập sáng giờ mình không làm gì nhưng mình vẫn đói bụng nha cả nhà con cái ơi cơm mẹ chén này cưng cơm xong rồi làm tiếp làm nước lớn nghỉ tao bắt được ăn lớn rồi tao lớn rồi con rồi mày ơi vậy hên quá lớn rồi mình nghỉ luôn nghỉ luôn về. Tao bắt được con à nè. Trời sao bần sao bần thịt heo thịt gà nè tiếp heo quay nè để lấy xà bần em ngồi ở đây xà bần gà luôn rồi đâu rồi chim chén rồi đủ chín có này có miền Tây nó có thôi nha. Chén miền Tây mà chén đồ. Là tùm đâm đâm món rộng lại đúng không? Ừ. Miền Tây thì có. Muốn làm chào bần cũng chén thân đó. Phải nhiều món mới gom lại. Chào nè, đậu bách bánh chào. Đi. Chào bần mà chỉ có sao chịu đây là bông. Khoái. Thôi, cắn rồi luôn. Dạ. Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.